Hôm qua, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai tiếp tục tạm giữ nghi can Ngô Quý Phương, 29 tuổi, quê tỉnh Thừa Thiên Huế, ngụ quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh để điều tra vụ việc dùng can xăng khống chế bé trai 4 tuổi đòi nợ hơn 680 triệu đồng. Tại cơ quan điều tra, Ngô Quý Phương khai nhận anh Lê Văn Thình, 36 tuổi, quê tỉnh Khánh Hòa, cư trú tại thành phố Hồ Chí Minh, là thầu xây dựng. Năm 2020, Phương nhận thầu lại của Lê Văn Thình tổng cộng 11 công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh của anh Thình để làm kiếm lời. Sau đó, Phương bỏ tiền ra mua vật tư, trả tiền công cho thợ với tổng số tiền 680 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi các công trình hoàn thành thì anh Thình lại nhận đủ tiền từ các chủ công trình mà không thanh toán lại cho Phương. Sau nhiều lần Phương đòi tiền nợ công trình từ anh Thình nhưng vẫn không được thanh toán. Cuối năm 2020, Thình bỏ khỏi nơi cư trú tại thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai thuê nhà ở. Sau thời gian dài tìm kiếm thì chiều 10 tháng 3 vừa qua, Phương tìm được nơi ở của anh Thình và mua xăng khống chế con của anh Thình trong nhà đòi nợ.